Çekil bile özlerge kolu vermez kaytalan kolu. Chào anh em nha, mình là Lọt Tròn Quân đây. Và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Omen nha anh em. Omen là một trong vị tướng xô đường cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Tại vì con này là một con tướng xô đường ấy, có một lượng chống chịu cực tốt từ chiêu 2 và sát thương tưởng chuẩn từ nội tại với một chiêu khống chế cứng từ ulti nha anh em. Nên con này là một trong vị tướng xô đường khỏe và dễ chơi. Nên anh em nào mà mới tập chơi ấy, mà có 25k888 mà không biết mua gì thì mình khuyên thật lên mua Omen nha. Và hôm nay mình sẽ chơi Omen với bộ trang phục Omen sĩ quan Viễn Chinh anh em. Cái bộ trang phục này tuy thì nó là một bộ trang phục bậc A thôi, tuy không phải bộ trang phục bậc S của Omen, nhưng mà bộ trang phục ấy có điểm đặc biệt là đằng sau cái lưng áo của trang phục ấy anh em, nếu anh em nào để ý kỹ cái chữ SMG hay là FMG ấy, đó là đội tuyển chiến vô địch IC5, hình như là mình nhớ không nhầm là 2018 anh em. Đấy, cái áo này để vinh danh đội tuyển đấy. Chứ còn mình nhớ ngày xưa là chung kết là trận FNG cả Game TV anh ạ. Quả đấy mà Game TV mà thắng là trên cái áo Omen này có chữ Game TV. Rồi nói bàn chuyện qua bên đi anh ạ. Rồi xích bắt tục lại chạy rồi. Ủa chết rồi. Biết ngay mà. Quả biết thấy mình tốc biến đằng sau anh ạ. Quả tốc biến đằng trước hơi sai. Hơi hy sinh. Vì con Omen này là một chất tướng xô đường cực khỏe anh em. Nên khi lên đủ đồ ấy, hay là có một số trang bị cần thiết cho con Omen này rồi ấy, thì nó có thể là một con sát thủ luôn, có thể cân được hai thằng đấu sĩ. Nên khi chơi con Omen này đi solo đường tinh công ấy, thì anh em không phải sợ bất kỳ đối thủ nha. Con Omen này chỉ sợ những cái đối thủ tay dài như kiểu con Van Heo, mà ông nào ông ấy ông thích kiểu độc ấy, ông cho Van Heo đi top ấy, thì con Omen này không chơi nha. Con Omen này sợ chất tướng tay dài, chứ còn chất tướng mấy kiểu Butterfly này hay là Zuka này, Triệu Vân này, Omen ăn tốt anh ạ. Quả này bắt tập vai chưa không? Bây giờ mình sẽ đợi thời cơ mình chói luôn chiêu cuối nha. Đây, chói chiêu cuối là thôi chạy không được chạy luôn anh ạ. Rồi chém cực kỳ lực luôn. Rồi hơi bị khóa rồi là phải bắt tập vai chạy chết rồi anh ạ. Rồi nói sơ qua về các chiêu thức con Omen nha anh em. Về nội tại Omen là mỗi khi sau khi tung được mình không nhớ em như khoảng 5 hay 6 lần đánh ấy, bắt đầu cái thanh ở dưới nó sẽ mắc lên và gây sát thương chuẩn anh em. Khi cái thanh nó chuyển sang màu đỏ là lúc Omen nó gây sát thương chuẩn. Cái kiếm của Omen ấy bắt đầu lúc ấy nó sẽ chuyển thành một sợi roi, kiểu như kiếm được liên kết từ roi. Đấy, nó sẽ quật và gây sát thương chuẩn nha. Và tăng tốc đánh, tăng tốc chặn. Và về chiêu 1 của con Omen là chiêu gì nhỉ, mình không nhớ tên. Nói chung là nó sẽ xích một đường và kéo đối phương về chỗ mình. Còn chiêu 2 của Omen là nó bật lên thì sẽ giúp Omen được tăng một lượng miễn thương cực kỳ cao nha. Nên khi chơi Omen này anh em phố về lên cho mình mắc chiêu 2 trước nha. Tại vì chiêu 2 là chiêu nó sẽ mang cho Omen một hiệu quả cực trâu luôn. Rồi phải nào rốt chết mình rồi, chạy đi bạn, chạy bằng mắt. Ngon, được bùa xanh rồi anh em. Còn Omen này chơi nó không cần bùa xanh lắm mà thôi, ăn được thì tốt rồi. Đó, còn chiêu cuối của Omen là chiêu hình như là đấu trường sinh tử anh em. Omen sẽ lao đến chỗ mục tiêu ấy và trói mục tiêu vào trong cái ulti đấy. Cái ulti đấy mình nói thẳng luôn, mạnh nó không khác gì cái kiểu cái ulti của con Alistar anh ạ. Mà con này nó khống chế kinh ở Alistar. Đấy, nó sẽ trói đối thủ vào cái ulti đấy nha. Và trong khi bị trói trong nhà tù đấy thì đối thủ sẽ bị chịu hiệu ứng gì nhỉ? Giảm sát thương. Đó, nên khi bị trói rồi ấy, anh em không cách nào chạy đâu. Kiểu một là đợi thời gian 5 giây là hết cái nhà tù ấy thôi. Thứ hai là quay lại đánh thẳng mặt Omen. Mà trong khi đánh thẳng mặt Omen ấy, khả năng thắng của anh em là cực kỳ thấp nha. Từ cái chiêu đấy nó giảm rất là nhiều sát thương của anh em rồi, nên đánh Omen nó không thấm lắm. Bây giờ cộng thêm chiêu 2 của Omen ấy, nó bồi thêm vào thì khả năng là anh em có thể chết rồi. Hoặc là khi con Omen nó ít máu ấy, nếu bị nó trói vào thì cũng có hai khả năng thôi. Một là
muốn chiến tiếp với Outbreak, hai là nó chạy đi anh ạ. Hậu quả mình sẽ chặn lính nha. Rồi tía vào vét luôn bùa xanh Na anh ạ. Đấy, bây giờ chém cực kỳ nhanh nha. Rồi, ok, bùa xanh không ai đép mình ăn. À, Na bắt đầu vào đây anh em ạ. Rồi, nào đây, trời ơi, hai thằng chơi luôn anh em. Bây giờ mình chả sợ nào rồi, quất. Na chạy mất dép, rồi Na chết. Giờ Butterfly. Rồi, ok, quả chôn đèo rồi anh em. Rồi, Butterfly chết tiếp nha. Double kill luôn anh em. Quá thơm. Rồi, bây giờ mình sẽ ra bảo trụ nha. Khi chơi No Man này, nếu có muốn được lội tại trong khi giao tranh sớm ấy, thì anh em có thể lấy lội tại ở mấy con lính ven đường nha, kiểu giống như Murat ấy anh em ạ. Thì anh em lấy cho mình đến khoảng cái vạch thứ 3 hoặc là vạch thứ 4 gì đó. Thôi mình khuyên là đến vạch thứ 3 thôi, tại vì cái con Omen này lội tại nó khả năng chém đôi, kiểu một lần nó chém hai phát. Nên mình có thể là không căn được cái lần đấy lên, cứ chém 3 cái là an toàn nhất anh ạ. Vì nhớ đang được 3 cái xong rồi chém đôi phát lên cái thứ 4 thì nó thành 5 cái mất rồi. Nó sẽ được cái lội tại luôn. Đấy anh em cố lấy lội tại trước 3 lần cho mình nha. Và cái lội tại của cái con Omen này cực kỳ hay nha. Mỗi khi đầy cái thanh đỏ ấy, thì trong khi đánh nhau ấy, thì mỗi lần chém này mình sẽ được hồi 1 giây của cái chiêu 1 và chiêu 2. Đấy chính là cái mấu chốt để làm con Omen này nó thành một cái con xô đường có sức chống chịu cực trâu luôn anh ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi rình rình Nagaroth nha. Ở bên Ana đang giao tranh rồi anh ạ. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục đẩy trụ thôi. Vì con này giao tranh nó cũng yếu anh ạ, nó không chất tướng giao tranh mạnh. Và khi giao tranh thì anh em cố ulti bắt, thế nào bắt được thằng AD và giết nó, thế là xong nhiệm vụ con Omen anh ạ. Chứ còn nhiều nha. Và còn về lối trang bị con Omen thì mình để dưới màn hình nha anh em. Với đồ đầu mình lên cho con Omen là dày kiên cường nha, lấy khả năng kháng hiệu ứng. Rồi Narod chơi nha. Ờ chói luôn, chạy đi. Hồi Narod mình chói hai lần chết cả hai anh ạ. Không chạy luôn. Chói là chỉ có sẽ chết rồi anh ạ. Với đồ hải con Omen là cái kiếm Phạc Nia nha, kiếm Phanix ấy anh ạ. Vì kiếm này có thể giúp Omen có một lượng tốc đánh và hút máu và chém theo phần trăm máu cái thằng tanh tanh ấy. Đấy rất kiểu như là chấn phái Omen thôi anh ạ. Còn về đồ thứ ba là cái gì nhỉ? Khiên trắng trắng mình không nhớ, mình chỉ nhớ cái này là khiên trắng, khiên thất truyền hay khiên điện thoại ấy. Nó sẽ tăng cho Omen một lượng chống chịu và khả năng solo của Omen sẽ được tăng cường nha. Tại vì cái khiên này có nội tại là giảm 30 tốc đánh của đối thủ. Lên khi solo những con như kiểu Nagaroth hay Kingaroth thì sẽ tăng tỷ lệ thắng lên nha. Còn slot thứ tư của Omen là cái gì nhỉ? Mình không nhớ, cái này như là cái giáp cuồng nộ, nó khi bị chịu sát thương ấy. Còn Omen sẽ được tăng tốc chạy và tăng tốc đánh nha. Và mình cần nhất là cái tăng tốc đánh anh ạ. Vì càng đánh con Omen này thì cái tốc đánh của con Omen lại càng tăng, thì lại càng gia tăng cái tỷ lệ chém sát thương chuẩn đối tại, càng tăng lên cái sức mạnh chó điền con Omen này anh ạ. Mình nói chó điên luôn, tại con này nó khỏe lắm anh ạ. Còn về đồ thứ 5 là mình lên cho con Omen này là một cái con trưng choi nha, để có khả năng kháng con tướng pháp sư. Và còn slot cuối cùng ấy thì mình sẽ lên cho con Omen này là cái dìu Hyoga nha. Dìu Hyoga là cái áo choàng băng, mà mình thiên hơn về dìu Hyoga, thì dìu Hyoga nó có thể gây ra được làm chậm liên tục. Rồi Na chạy rồi thì John chết thay nha. Rồi chói luôn. Rồi chết nhanh quá anh ạ. Rồi Na chạy được thì John chết thay. Đó, còn đó slot đồ của con Omen nha. Và con Omen này thì anh em chơi không cần lên xuyên giáp nhiều đâu anh em. Tại vì con này nội tại nó gây sát thương chuẩn rồi. Mà sát thương chuẩn là loại sát thương vào luôn máu ấy anh em. Nên anh em chơi này không cần lên đồ xuyên giáp nha. Cứ lên đồ tốc đánh với cả giáp cho mình. Đó là khỏe rồi anh em. Rồi, Rack chết nha. Chạy đâu nữa. Rồi team mình bây giờ đang áp đảo team bạn rồi. Butterfly lại nhảy linh tinh này, chết nha bạn. Truyền thuyết cho mình rồi anh ạ. Giết 5 chết 1 hỗ trợ 6. Rồi xanh nhất team luôn anh ạ. Rồi tí có gì vào lại hỏi thăm Na tiếp anh ạ. Đây vào rừng nó rồi, à đây Na rồi. Vừa nói xong rồi nó ăn mất bùa xanh rồi anh ạ. Ở đấy mà nó đang ăn bùa xanh vào KS tiếp thì cay á. Na phải chạy nhanh hết nhỉ. Khả năng khó đuổi anh em, tại vì con Omen này nó không một chất tướng kiểu không cơ động ấy. Nên nó chỉ solo mạnh thôi, nên mà có chiều cuối có thể khống chế lại. Chứ còn nếu mà kiểu như truy đuổi Na là Omen không có đuổi nha, tại vì con này nó cũng khá chậm. Đó là khi nào anh em mà solo đường ấy, mà bị kiểu mình thất thế, mình chuẩn bị chết hay là còn ít máu ấy, thì mình có thể dùng đầu tư cái ulti ấy, chói nó vào rồi bắt đầu mình chạy nha. Thế thì mất cái ulti mà bảo toàn tính mạng anh ạ. Team bạn mình đang thủ trong trụ cực kỳ đông rồi anh ạ. Ở đây ngon, Raxi kéo được bao người này.
Ôi ông chôn, ông chôn quả ấy thế. Ok, quả ấy team bạn chết hết rồi anh ạ. Đấy, bật chiêu 2 lên, quả ấy Butterfly về trói vào chết nha. Ok, dẹt 5 ấy rồi nhưng mà chưa có lính anh ạ. Bây giờ mình sẽ sang đường bên kia nha, để đẩy lính đường ở bên này của Quadakill cho Raxi luôn anh ạ. Team mình chạy đánh quá hay luôn anh ạ. Mình chỉ có việc đảo đường và đi ăn mạng thôi anh ạ. Đấy, chạy team đánh hay đấy anh ạ. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ farm lính này đẩy vào luôn nha. Đấy, 35. Thôi chắc thắng luôn rồi anh ạ. Và video của mình ở đây là hết nha anh em. Nếu anh em thấy hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ mình dạng video tiếp theo hơn nha. Bye bye.